Hello, em xin chào anh em chú bác nha. Thì hôm nay em có số máy để giới thiệu tới anh em. Thì trước tiên thì em cũng xin chúc anh em chú bác năm mới gặp nhiều niềm vui và sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống nha. Thì hôm nay em có in được cái miếng này nè anh em. Cái miếng này là để địa chỉ ha, để chi tiết ha, tên của em nè ha, kênh của em nè ha, này là địa chỉ của em ở nè ha. Đó, quốc lộ 1A, ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ha. Số điện thoại của em nè, Zalo nè anh em. Đây là chuyển khoản miễn phí ship nha anh em ha. Ship code là cọc 100k, không bao ship nha anh em. Anh em nghe kỹ giúp em cái phần này nha. Anh em nhiều, anh em rất nhiều anh em đã nghe lộn cái phần này nha. Anh em cọc 100 cái đòi bao ship, không có bao ship nha anh em. Chuyển khoản hết thì em mới bao ship nha anh em. Chuyển khoản là 100% là em mới bao ship ha. Còn chỉ ship code đó là cọc giúp em 100k nha, là sẽ không bao ship nha anh em ha. Này em nhắc lại hai lần rồi nha. À, cho kiểm tra tất cả mọi đơn hàng chuyển khoản hoặc là ship code gì hoặc là chuyển khoản thì cho kiểm tra hết anh em đó. Rồi phần này nha anh em nào đọc không kịp thì anh em cứ chụp màn hình lại ha, rồi em cho qua. Rồi phần này là máy hàng bản Nhật này ha, máy toàn bộ điện 100V đến 120V nha anh em. Giao như video hoặc ảnh ha anh em, em chụp ảnh sao là em giao vậy, trong video sao là em giao vậy nha anh em. Thì em cũng xin chúc quý khách ăn khang thịnh vượng nha. Rồi thì em cho qua hai phần này nha anh em đó. Hôm nay có hình cái tấm này luôn để cho anh em dạy ấy luôn, chứ anh em cứ cọc 100.000 cái anh em mắc em bao ship này kia nọ, cọc 100.000 sao bao ship được nè ha. Thì anh em chuyển khoản hết thì mới bao ship được ha. Cái phần nào mà bao ship thì người ta đã cộng tiền ship rồi, còn em không có cộng tiền ship anh em đó. Thì anh em chuyển khoản thì em sẽ mất cái đồng lời lại, nó thẳng ra là vậy, mất cái đồng lời lại, nhưng em được tiền mặt để mà em còn mua hoặc là em còn để lấy tiền để em xây sở anh em đó. Thì em mới chấp nhận là mình bao ship. Còn mà bình thường là anh ship code thì anh em cứ cọc 100.000 ha. Rồi về chi tiết. Rồi hôm nay em có số máy điện, máy pin nha anh em ha. Máy cắt gỗ, máy cắt nhận này dĩa nó 205 nha anh em. Máy cắt sắt anh em, dĩa 205. Khi nào cái máy này thì anh em xài cái dĩa 350 hoặc là 400 thì anh em xài cạn rồi đó, cái là anh em để chuyển qua cái máy này. Chuyển máy này anh em cắt đồ nhỏ lại ha. Thì nói chung là cái dòng nó nhỏ hơn cho anh em cắt đồ nhỏ được ha. Ví dụ như cắt 30 ống 30 đổ lại rồi được á. Thì anh em làm thợ sắt thì mới mua một con nó về để tận dụng nha. Cho anh em để anh em cắt dĩa cắt lớn rồi anh em cắt nhỏ lại rồi anh em bỏ anh em phí. Thì anh em mua cái máy này đem về. Đó, anh em cắt nhỏ xong. Rồi thì bắt đầu anh em sẽ ấy ha. Đây em có giảm tốc nha anh em. Con này còn giảm tốc. Ha. Giảm tốc. Thì giảm thì anh em gành thì anh em coi sơ thông số nha, chứ em không gành cái thông số nó giảm bao nhiêu dòng nha anh em. Ha, đây cưa gỗ đây nè, cưa gỗ của Hiwari 18V ha. Đây cưa gỗ điện ha, cưa gỗ điện. Dĩa 300. Ha. Rồi với lại có số máy pin nha anh em. Thì em lúc nào cũng vậy thì em sẽ giới thiệu máy pin trước nha. Thì anh em có liên hệ số điện thoại của em là nãy màn hình có, rồi em để trên màn hình luôn nha anh em ha. Thì anh em nhớ lưu ý giúp em ha. Rồi chuyển khoản thì em sẽ bao ship, chuyển khoản là chuyển khoản hết 100% nha anh em. Rồi thì không nói vòng go nha anh em ha. Thì hôm nay giới thiệu máy pin nha anh em. Con này là con Bana, nó là hàng xuất Nhật nha anh em, 14V 7546 nha, 14V nha anh em, hàng xuất Nhật ha. Thì máy này em chưa tháo mở nha anh em, chạy full chức năng đó. Nhưng có một cái là nó hơi khô nhớt anh nè. Đó, nó hơi khô nhớt. Rồi, cái này là có 3 cấp chỉnh lực ha. Đó, 2 nè. 1 nè. 3 nè. Đèn nè. Đó, thấy không? Khi nào mà anh em ấy này có cái cục pin nhỏ nhỏ đây nè, là khi nào mà anh em ghim pin vô mà bị lỗi là nó sẽ báo trong ngày ha. Bây giờ pin này không bị lỗi cho nên nó không báo ha. Đầu nhích nhẹ nha anh em, đầu nhích nhẹ thôi. Rồi giờ em sẽ test luôn ha. Đây trời, chạy ghê lắm anh em, giỡn cho nó. Cái này là mở bù lon được luôn anh em chuyển đầu vô mở bù lon ha. Đó, mở bù lon vẫn được, tay em thấy nó rất là mạnh anh em, rất là khỏe, búa nó dỗ dữ lắm. Đó, em cầm không thể nào chịu hơi lâu được nha, thật sự luôn. Anh em về anh em test thứ em để anh em biết à, không nói xạo với anh em đâu ha. Tay đều tóc nè. Cái này anh em về vô nhớt vô mở bò lại nha, nó hơi bị khô rồi, tại vì máy này em chưa tháo mở, chưa vệ sinh nha. Em báo vậy nha anh em ha. Đây máy full chức năng nha anh em, máy này là 7546 nha anh em ha, 7546, cho anh em coi sơ màn hình không chóc mẻ nha. À, tem nó hơi bị chóc thôi chứ cái cao su nó không bị chóc nha anh em ha, cao su nó không chóc đó. Thấy không, cái móc keo này thì anh em muốn để bên nào để bên đây cũng được, để bên đây cũng được, tháo móc cái này ra ha. Đó thì máy còn nguyên bản zin vậy nha anh em, máy nguyên bản zin em chưa tháo mở. Máy này máy 14V của Bana ha, dòng này dòng đời mới anh nè. Rồi, thì em sẽ báo giá luôn nha anh em. Nhanh gọn lẹ nha. Và cái này là bắt đầu số 32C nha anh em, 32C nha. 32C. Gạch cái ha. Rồi, con này em bán là 900 nha anh em ha. 900 nha, máy full chức năng nha anh em ha, máy còn đẹp, nguyên bản zin nha.
tay em hơi chạy xíu ha, đầu hơi gơ nhẹ xíu ha, đầu hơi gơ nhẹ xíu thôi, không quan trọng nha. Đầu nói chung là hơi gơ nhẹ vẫn xài vô tư, chứ không phải đầu hơi gơ nhẹ mà xài không được. Anh em xài vô tư, xài biết chừng nào nó mới gơ nữa ha. Rồi em cho qua con số 32C nha anh em, 900. Rồi đây em còn con Bana luôn anh em. Đó, con này hơi bị dơ cò, đầu nhích nhẹ nha anh em ha, đầu nhích nhẹ. Đó, con này là 7540 nha anh em ha, nhỏ ca thấp hơn đời nãy cũng có chỉnh lực nha anh em. Đó, đó ba nè, đó đóng đèn nè, đó ha, đắt. Cái con này hơi bị dơ cò xíu, con này đầu ít nhích hơn con kia nha anh em ha. Rồi thì con này nó bị chóc đây xíu nè anh em nha, bị chóc đây xíu nè. Đó, tem đây không còn nè, tem đây không biết nó làm sao luôn. Đây bên đây tem đây còn bên là ha nè, motor rút rét đó nè, rút rét á. Rồi 7540 EZ ha, EZ 7540 ha. Rồi con này số 33 nha anh em, 33C. Anh em nhớ giúp em 33C nha, 33C em bán 750k ha, tại con này nó hơi dơ cọ xíu nè. Rồi 33C ha, máy full. Đó, về vệ sinh máy, vệ sinh cò giúp em cái nha. Rồi máy full chức năng cho anh em coi sơ màn hình em qua ha, nó đầy đủ anh em, có mắt muốn tem chỗ này thôi à. Rồi cho qua con này là con Nati. Rồi giới thiệu con này đi, con này bị mất cái cò chỗ này anh em ha, mất cái nắp cái cò chỗ này nè, bị gãy cái nắp cò chỗ này nè anh em, máy được full chức năng ha. Đó, thấy không? Đó ha, thì mã đó nè anh em ha, hàng xuất Nhật luôn nha anh em, 14DGL ha, 14V 2600 vòng phút ha, này dòng của Hitachi nha anh em, con này bắn dít là bao khỏe luôn, bắn dít toàn bắn kín gì là vô tư luôn nha anh em ha. Thì rồi thì em để này vô test luôn, vô bao giá luôn ha. Rồi con này là con 34 nha anh em ha, nó bị mắc nắp nha anh em ha, 400 có nắp đó, không có giá 400 anh em, bèo lắm 650 anh em, hứa với anh em luôn, mất cái nắp này không mất 200.000 bạc bằng mua cái cò luôn anh em ha. Máy điều tốc đầy đủ, đảo chiều đầy đủ anh em, đầu không gơ anh em, đầu cứng khừ luôn á. Con này là dòng có thang nha anh em, motor khói nha, motor khói dòng có thang nha. Rồi cho qua nha anh em, 34C 400. Rồi đây em còn con này một cái nó đi, con này là con không cho thang, không cho thang có 4 cấp chỉnh lực. Cái này em chỉ bóp đèn nó lên, nó nhích nhẹ cái thôi anh em, nó chỉ nhích nhẹ vậy thấy thôi. Nó anh em rút gà đút vô nhích đó, không nó nhích nhẹ vậy thôi ha, chỉnh lực cái này mặt sống anh em, mặt cái này nè, chỉnh lúc nhảy lúc không đó, chứ không phải lúc nào cũng nhảy đó, cũng nhảy đó ha, nhấp cái à, nó nhấp cái là nấy anh nè ha, bao pin bao đi đó, ăn rồi đó nè, tại vì này để lâu quá nó chân tiếp xúc nó yếu anh nè, đèn nè không, cái mặt này còn sống anh em, mà nó không biết cái gì trong này em không biết, em chưa tháo mở trên nè, nói chung là vậy đi, không chưa tháo mở anh em, máy nào chưa tháo mở em, nó chưa tháo mở anh em coi ốc nè, chưa đụng chạm gì tới cho anh em, mấy cái con này em chưa tháo mở con nào cho anh em ha. Đó, thì sửa kiếm cà phê anh em ha, anh em sửa ngon lời ngon lành, con này lời bèo lắm cũng 4 xị anh em, hứa với anh em luôn thật sự. Rồi 400 ha nha anh em, bán sát không chở thang nha anh em, con này không chở thang 400. Nó cái này mà anh em lại thợ sửa chừng 200.000 thôi chứ nhiêu này, thật sự luôn, nếu mà anh em biết fix nó là thợ đang 200, chứ nếu mà anh em biết fix là nó có cái lỗi nhẹ thôi anh em, nó bị cái gì đó, một cái như là chân tiếp xúc nó không ăn hay gì đó, là một lỗi nhẹ của nó thôi, anh em bích cái đó lại cái là ok luôn ha. Rồi anh em bán sát nha anh em, 400 ha, đó, máy chưa tháo mở nha anh em ha, đó đầy đủ ok chưa, cho anh em coi sơ ha, anh em nào thợ gom về làm kiếm phê anh em ơi. Rồi đây em còn con Nati 6504 nha anh em, test pin 14 nha anh em ha. Con này chạy im lắm anh em, mà con cái nó bị hơi gơ đầu nè, à, nó bị hơi gơ đầu ha. Con này nhìn cái đầu nó anh em biết nó đẹp, nó biết sao nó bị gơ đầu nè. Điều tóc nè, đảo chiều nè. Chạy rất là im luôn con này thật sự luôn. Em bán thân máy nha anh em ha.
Rồi máy chạy full chức năng, bị hơi bị gơ đầu ha, bị gơ đầu. 36C ha, bằng này em bán 300 nha anh em ha. 300k thân máy nha anh em, cái này chỉ là thân máy thôi, rồi bị chóc đây nè, chóc đây. Đó, tem còn. Tem đây móc 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 này xíu nè, đó. Đó. 6504 nha anh em ha. Đó, đây chóc nè, đó. Thì máy full chức năng ha, em bán 300 thôi nè. Alo anh em ha, đậu hơi gơ ha. Thẳng vậy đi. 36C giá 300k ha. Chuyển khoản bao ship nha anh em. Không. Rồi đây có con khởi bụi của Makita ha anh em. Ha, con khởi bụi này của Makita. Con này là nó vừa hút vừa thổi luôn anh em, nó vừa thổi bên đây. Anh em muốn hút thì gắn bên đây. Đó, thấy không? Hút thì gắn bên đây anh em, hút ra đường này. Kiếm cái bọc vải buộc bên đây ha anh em. Đó là mình hút. Còn mình thổi thì mình lúc cái này qua đây, mình gắn qua đây. Ok cho anh em. Đó, thổi, bấm. Chạy thì ok anh em, khỏi ngáy luôn. Bao anh em chạy ok, hút khỏe, ba hút khỏe, thổi khỏe ha. Rồi em bán nhanh gọn lẹ nha anh em, Tết tới rồi, chúc anh em năm mới gặp nhiều niềm vui và sức khỏe nha, an khang thịnh vượng nha anh em. 37C ha, con này em bán là 350.000 nha anh em ha. 350k vừa hút vừa thổi con mày Makita, cái đầu nó hơi bị, cái đầu nó hơi bự nha anh em. Cái đuôi nó hơi bự, cái này công suất nó hơi bự hay sao á. Này, tem nó đây. Ha. Điện 100V 310W nha anh em ha, 12.000 vòng, 12.500 vòng phút ha. Con này thổi bay banh nóc nhà luôn anh em ha, dây nhợ rồi còn nguyên bản hết nha anh em ha. Dây nhợ rồi còn ok hết anh em. Đây. M luôn anh em ha, tem dây của Makita ha. Cái công tắc này em đã thay rồi nha anh em. Công tắc của nó bị gãy rồi, nó cũng giống hệt công tắc vậy đây. Ha, mình bị gãy em thay cái này vô. Rồi. 350.000 nha anh em. Cho qua em còn cái cưa. Cưa này là cưa, cưa này là cưa của cái gì à, này hiệu nó nè anh em, biết đọc luôn anh em ơi ha. Đó, tem. Con này cũng cả ngàn quá đó anh em. Không thấy quá đó anh em ơi ha. 12A điện 100V nha ha. Rồi test máy. Em còn 2-3 con vậy anh em. Rồi, con này thì nó vô nó cũng hơi nặng anh em, con này nó hơi to, nó hơi nặng cho nó khoảng cỡ 5kg nè ha. Thì anh em lấy cọc giúp em ha, cọc giúp em 100k. Rồi cái này con số 38 nha anh em. 38C ha. 38C con này em bán là 650 nha anh em ha. 650k. Đây, một con em. Đây em cho anh em coi á, là cái ruột đó nè anh em, em tháo ra cho anh coi cái ruột đó nè. Ha. Nó cái ruột nó đó anh em, không hề xấu anh em ha. Con này em cho em vệ sinh em chỉ là xịt hơi với lại ấy ra thôi anh em. Em chùi chùi mấy cái bụi bụi với anh em, nó có bụi chứ không phải không có bụi, nhưng mà khi mà anh em vệ sinh xịt sơ ra nước hay là rửa cái gì đó thì anh em sẽ nó như vậy nè anh em ha. Đó. Chứ không phải nó sạch trơn gì đâu. Mình thấy vệ sinh thì nó được vậy nè, đó. Chứ không phải con nó cũ anh em, nó dơ thôi chứ không phải nó cũ ha. Đó. Con này thì em mới vệ sinh xong chưa gác. Giới thiệu con này luôn ha. Con này là con này thì anh em muốn để dĩa cắt này cắt anh em ha. Anh em muốn để dĩa cắt sắt này thường mình á thì anh em cắt, còn anh em muốn để dĩa hợp kim thì anh em mua lưỡi dĩa hợp kim để cắt để vô ha. Công suất con máy này rất là bự nên cho nên là anh em có thể để cắt sắt vô được. Thì cái này nó không có dây anh em, nó còn có một khúc à, cho nên khi mà anh em mua thì anh em nhớ nhắc em là em thêm cho anh em cọng dây ha, để cho anh em về làm cho cọng dây nó liền nó dài ha. Thì em cho con em tặng cho anh em thì em đổi cọng dây á, thì em đổi cho anh em cọng dây nó cũng khá dài anh em, tầm 3-4 mét gì đó để cho anh em xài ha. Rồi test máy nha anh em. Đó, này là đầu xiết nó nè anh em ha. Đầu xiết nó ha, em đã làm trơn tru rồi ha. Em đã vệ sinh sơ để cho anh em ấy ha, để em mở rồi coi thang ha.
này anh em về vệ sinh vô mới bò vô nhớt, anh em tháo ruột ra xịt hơi xịt gì ra ha anh em. Em chưa có này là em mới chỉ mới vệ sinh sơ bên ngoài thôi, thì anh em về vệ sinh sơ ra lại ha, vệ sinh thang bọng rồi nó coi nó có kẹt có bọng gì không nha. Đó thì anh em xài ha. Cái này thì nó còn nguyên, anh em cao su nó dưới chân nó cũng còn nguyên rồi nè, bốn cục ha, bốn cục cao su dưới chân nè đó, không rồi. Thì con này là dĩa 200-5 nha anh em ha, 200-5 nó xài dĩa cắt là 350 mà xài mòn á, còn 200-5 thì anh em đút vô đây anh em xài ha, cho anh em tiết kiệm ha nè, tiết kiệm được mà nói chung là anh em tiết kiệm được mớ dĩa cắt á nè, tại vì anh em xài dĩa cắt lớn á thì nó xài mòn á, thì anh em lấy đút qua con này ha, này có quai nấm nè anh em ha, quai nấm nè, nó có rất là tiện nhẹ nha. Thì con này nó tầm hơn cỡ 7-8 kg vậy anh em ha, này tem nó đây nè, tem nó ha. Đó. 205 ha anh em, 25 x 25 ha. Rồi. Ok chưa? Đó. Rồi, con này con 39C nha anh em. 39C ha. Rồi con này em bán là 900 nha anh em ha. 900k. Đó. Ok chưa? Khá nặng nha anh em ha. Con bên thì nói chung là anh em cứ việc về vệ sinh là xài thôi anh em ha. Rồi thì con này con giảm tóc anh em, rồi em giới thiệu con giảm tóc ha. Đây em còn con máy cắt gỗ xài pin của Ryobi 18V anh em ha. Này con giảm tóc thì cái anh em cái này á, cái này là mình quay vào đây, mình để mô tô ở đây á, thì giảm xuống đây nè đó. Cái này anh em có thể để đá vô hoặc để gì vô, anh em mài dao là thí dụ vậy đó, anh em để vô anh em mài lưỡi ấy đồ này kia nọ, hoặc là anh em cần giảm tóc gì đó anh em giảm ha. Thì cục này nó này nó khoảng cỡ nè, nó có thông số nè, 50H nè anh em, đây là chỗ đấu nhớt ha, này nó có chỗ báo nhớt đâu rồi, đây cái chỗ báo nhớt nè nha anh em, nhớt còn đầy nè, thấy không, nhớt còn đầy nè đó. Thì không biết nãy em nghiêng thì nhớt còn đầy hay sao em không biết nữa đó. Thấy không, giờ nó chảy mình nghiêng ngược qua đây nó chảy qua bên kia hết rồi nè ha, tay em có nó đây. Nè Nereri gì đó nè, cái mã in in nó là nè nè đó, thấy không đó ha. Rồi thế này em cũng mới giới thiệu sao nữa nè, thì cái này cái này thì em chỉ anh em biết giảm tóc thôi, thì cái nhụ cái này quay là ba vòng thì cái này quay 1 vòng, hoặc là cái này quay bên đây quay 5 vòng, bên đây quay 1 vòng vậy không biết nữa, em quay thấy 2-3 vòng mà đi mới phân nửa à. Chắc cái này có chục vòng mới cái này quay 1 vòng anh em ha, thì em không biết nó là tầm bao nhiêu ha, thì em quay cho anh em coi nè đó, thấy không, thấy không, em nghĩ là cái này quay cả chục vòng cái này mới quay 1 vòng anh em ha. Thì em không biết em bán đại anh em thấy nó còn đẹp đẹp ok em bán đại vậy đó nè, chứ em cũng biết mà mình cái tại vì nó nhiều món quá thì cho nên mình không có thể nào mà mình gành hết được nè, 100.000 món, cho nên là anh em nào gành thì anh em nghiên cứu giúp em cái ha, chứ em bó tay. Rồi 600 ha anh em, về nghiên cứu rồi chơi anh em đó. Về nghiên cứu chơi ha. Bán giá như giá cân ký vậy nè, nặng lắm, con nó cũng 5-6 kg vậy. Rồi đây con cưa 18V ha, đây cưa 18V của Ryobi nha anh em, lưỡi còn ok anh em ha, lưỡi nè, lưỡi nó nhìn cũng ngầu lắm nè ha, con này chạy rất là êm luôn mà cắt được khỏe luôn anh em ha, 18V nó cắt chạy nó êm ru mà tưởng nó yếu, không yếu anh em, nó cắt khỏe lắm, tại vì em có cắt hồi sáng thử rồi ha. Để pin 18, pin 18 còn cục nha anh em ha, pin 18 còn cục. Rồi test chạy rất là êm luôn ha. Vậy mà cắt ok á, vậy mà cắt rất là sướng nè, đem về cắt giống ép rồi chơi ha. Rồi em sáng em cắt thử miếng dán, còn pin này nó bị mẻ góc chỗ này anh em ha, pin này nó bị mẻ góc chỗ này nên anh em về để đế chuyển Makita cũng được anh em, về để cái đế chuyển vô Makita 18V vô xài, máy thì máy 18V ha, cái này của Ryobi, Ryobi anh em ha, này hình như là hàng chuẩn của Úc luôn hay gì anh em ơi ha, 18V DC đó. Rồi rồi cái này là con số 41 nha anh em, 18V
Chỗ này nó hơi bị oxy quá xíu nha anh em ha, lưỡi còn nguyên à, lưỡi nó còn nguyên à, lưỡi riêng của nó vậy đó ha. À, anh em coi đâu có dấu mẻ đâu thấy không à. Mặt của nó nè thấy không, rồi chỉnh nè, chỉnh bên đây ha, kéo xuống à. Đây có số nè nè, đây có số nè, 1 2 3 40 nè đó. Rồi khép lại xích vô đây, chỗ ra ubi chà bá luôn thấy không đó. Đây có chỉnh góc luôn nha anh em ha, chỉnh 45 độ 50 độ nè, chỉnh hết là 50 độ 45 độ 30 độ nè ha. Đó, anh em về cắt dán ép rồi chơi anh em ha, cắt dán 2-3 phân rồi đó, anh em mua con này về anh em cắt ha. Rồi thì con này là con số 41 ha, 450 ngàn. Đây em còn con mày mày này anh em mày cái này mày đầu dài anh em để cho anh em như là anh em làm mộc làm gỗ, anh em để cái đầu nhám vô anh em đánh mấy cái kẹt cái hốc rồi ha anh em ha. Đó hoặc là anh em phay để mũi phay vô á, anh em phay kẹt gốc rồi ha. Đó thì cái con này á là cái đầu mở nó nằm dưới này anh em kẹp cái, anh em có cái chìa phá dưới này nè, anh em đút cái chìa phá vô đây ha, này chìa phá khoảng cỡ 12 thì anh em đút vô đây thì anh em mới mở đầu này ra được ha. Thì con này nó không có cái đầu gà chỗ này ha, thì nó chẳng là vậy đó, tại vì nó có đồ mở chuyên dụng của nó anh em ha. Rồi để em ghim điện em test cho anh em xem luôn ha. Con này có khởi động mềm nha anh em, con này có khởi động mềm, mình mở từ từ nó chạy lên. Con này mà anh em đánh với nhám, đánh bằng cái 4 miếng với nhám anh em kẹp vô, anh em để vào đây đánh nè, anh em đánh gốc cây đánh gì đánh cho nó đánh văng gốc cây rồi ra đó anh em ha. Thì anh em mua con này về xài ha, cái đầu nó dài nó tiện lại cho anh em ha. Thì coi thì con này em sẽ bán là 300k nha anh em, 42c. Rồi em cho qua 42c nha. Rồi em đi tới này, đây em còn cái cưa này anh em, cưa này nó cái trình nó cao hơn con trước anh em này đó. Này em ghim điện vô dây còn nguyên nha anh em ha, để em coi dây có chóc mẻ gì không, để em coi cái dây này hình như không có chóc mẻ ra đâu anh em. Rồi dây ok anh em, dây không có vấn đề. Ở đây đây, ủa không phải, đây là dính keo anh em, dính keo kèo. Rồi đẹp. Cái con này á là anh em á, khi mà anh em gài vô vậy nó mới chạy nha anh em ha. Để em test luôn nè, thấy không, anh em nhả này ra là nó không có chạy ha, nó chạy máy nhưng nó không chạy nhảy ha. Gài vô à, cái này là như gài số vậy nè, cái này như gài số vậy ha. Rồi test rồi, con này có cái chế độ mài lưỡi luôn nha anh em nhận này xuống là anh em mài lưỡi nè đó, cái nào anh em cắt mòn lục đó anh em đem nhận này xuống là mài lưỡi ha, anh em nhận này xuống nó có cục đá ở trong nó đúng cho cái lưỡi anh em, nó mài tự động nó anh em, nó đã canh sẵn hết trơn vậy đó anh em ha. Đây là chỗ bơm nhớt ha, này là nhớt bơm tự động anh em ơi ha, nó không có chỗ bơm nhớt, tất nhiên là nó đổ nhớt ở đây nó sẽ bơm tự động nha anh em ha, nó sẽ bơm tự động cho anh em. Rồi thì cái dĩa này cũng 30 anh em, cái tem nó thì văng anh em, cái tem nó nằm đây mà nó văng à, em rửa nó văng anh em ha. Shindava ha, A141BS ha, 2 này dòng 2 ha. Đó nhìn mặt dưới nó này nè, nó nhìn lưỡi luôn ha, cái lưỡi nó móc rồi, nhìn hộp lắm anh em, nhìn cái lưỡi nó nè, lưỡi nó móc ghê lắm anh em à, để nó móc gỗ quá à. Thì cái này nhiều khi em gắn ngược thì anh em đổi lưỡi lại giúp em cái nha đó. Rồi chạy thì ok đó anh em, nãy em test trên em xem rồi ha, đây nó có cái đồ gài lưỡi ha, đó chế độ an toàn. Rồi rút điện ra. Rồi con này là con số 43 nha anh em, 550 ngàn. Rồi em cho qua 43c nha. Đây em còn con mài của Hitachi, mài khổng lồ nha anh em, con này hơn 10 kg nha anh em. Này anh em đánh bóng là anh em nhẹ, tại vì những cái con nặng như vậy thì anh em đánh anh em khỏi nhận anh em ha, hoặc là anh em cắt gạch cắt gỗ gì đó. Cái này là cái lưỡi nó hơi dày nha đó. Khi nào mà dạ yeah.
cái mặt này nó rất là dày anh em. Cái này là cái cục này là để mài đá nên nó có cục đá bự nè anh em, mà nó bể rồi, đá bự đó nó bể rồi, cái này nó dày lắm anh em ha. Thì anh em muốn cắt dĩa mỏng á thì anh em dời cái tiện nó xuống ha, chứ cái găng nó vô tới trong này luôn nè anh em, nó thấy không, cái này là cái cục này là chuyên dụng để mài đá anh em ha. Thì máy này là em đã vệ sinh sơ bên ngoài nha anh em, bên trong em chưa có vệ sinh, thì anh em về vệ sinh lại sơ bên trong giúp em cái nha. Đó. Đây nó có cái tay nắm nè anh em ha, tay cầm à, cũng khá là ok ha. Đây coi coi công suất máy luôn nha anh em, cho coi ngược nha. 9A 1800 vòng phút hay là ngàn hay là nhiêu này, bị vướng gì vậy nè, vướng cái gì không biết, số mấy, số 1 1800 hay sao ha. Rồi con này 860W nha anh em, đó ok chưa. Rồi dĩa nó dĩa 300 hay sao anh em biết đó. Thì cái này là nó để cục đá cho nên cái hoành này rất là nhỏ anh em, thì anh em xài đá bự lên vậy á. Thì cái con máy kia á, là nó xài dĩa tới 200 mấy rồi anh em, con này bèo lắm, dĩa 200 đổ lên anh em ha. Nhưng mà cái này là nó mài cục đá cho nên nó có cái dòng này là cái máy chuyên dụng để mà mài đá anh em ha. Rồi này của Hitachi nha, con này nó khá là thì hợm anh em ha, cầm tay bự lắm nè, nó tầm khoảng cỡ 10kg ha. Thì em báo vậy nha, dây nó bị chóc đây xíu nè đó. Rồi test máy luôn nha anh em. Đây có nút gài, đây có nút gài nằm đây, chạy bao êm luôn. Cái này để dành nó mài đồ nặng anh em. Rồi. Thì con này là con số 44 nha. 44. Tại vì lúc này bán combo không được nữa anh em, bán combo giờ bên giao hàng nó không nhận nữa thì làm sao giờ ha. Rồi, 44 em bán là 650 nha anh em. Ha. 4 là 650 nha anh em. Con này để dành về anh em đánh bóng là hết sảy con là 7 luôn. Anh em đánh bóng bất cứ cái gì ha, thì con này là đánh ok anh em. Anh em làm đánh bóng á, làm những đánh bóng gì nặng nặng anh em là anh em nên xài nó ha. Đó chứ còn nếu mà anh em đánh bóng mà anh em mấy mài góc nhỏ anh em đánh không nổi đâu, con này anh em đánh phê. Đây có con Makita dĩa 160 ha, dĩa 160 cái tem đẹp ghê luôn trời ha, liền do luôn cái tem. Con này cũng còn khá ok anh em, về lọc cái này ra đó, lọc luôn đó, nó có miếng bọc cho nên nè anh em, về lọc ra cái miếng tem sáng giới liền ha. Con này là dĩa 164.800 vòng ha, 60 × 3 × 20 ha, 20 là cây cốt đó anh em, một đĩa điện 100V 650W ha. Rồi con này là mặt nó nè anh em, cho anh em coi mặt ha. Đó. Cái lưỡi đây coi có mẻ không, lưỡi hình như không mẻ anh em ơi ha. Ở đây đây một mẹ một dấu ha, dấu nè, lưỡi nó về xài tạm anh em ơi. Nói chung là cái máy nó dính cái lưỡi thì bán chung cái lưỡi, không có lưỡi thì thôi chứ biết sao giờ. Dây này cũng khá dài nè, đùm này có dấu nè nè ha, phút nói rồi rồi. Thắng rồi đầy đủ nha anh em. Đó, thắng là nó phải đá lửa vậy đó nha anh em. Rồi, ok, con ngon lành. Con lành cành đào nhìn tem mà ok anh em. Rồi, con này của Makita ha, con này là con cuối cùng của em nha anh em, con 45. 400k nha anh em ha. Này thôi em kết thúc video tại đây nha, chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công trong công việc của cuộc sống nha. Thì hôm nay em có số máy gì đó, anh em có nhu cầu thì alo cho em, số điện thoại của em là 0366093247 nha anh em. Hoặc là anh em tua lại lúc đầu video đó, em có để chi tiết đó anh em, thì anh em coi giúp đó, coi lúc đó giúp em ha.
anh em có chuyển khoản thì nhớ ghi số điện thoại giúp em nha, ghi số điện thoại vô cái phần nội dung chuyển anh em, thì anh em ghi số của anh em nha, chứ không có ghi số em làm gì đâu. Số anh em đừng em xác nhận là anh em cái người đó mua cái món đó vậy 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 ha. Rồi thôi, kết thúc video tới đây, chào anh em nha.